Thưa quý vị và các bạn, xác định chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Thị xã Sapa đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thương binh tàn nhưng không phế tại tổ 3 phường Hàm Rồng. Thương binh Nguyễn Thanh Hằng đã trở thành hộ sản xuất giỏi, được bà con ngợi khen. Là thương binh trong chiến tranh bảo vệ biên giới với tỷ lệ thương tật 31%, ông luôn khẳng định có được cuộc sống như ngày hôm nay nhờ sự động viên, chăm sóc tận tình của người vợ hiền, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và bà con lối xóm. Tôi về địa phương thì tôi cũng cố gắng làm một phần nhỏ nhỏ, đóng góp với xã hội, với gia đình, thể hiện là thương binh tàn nhưng không phế. Những thương bệnh binh ở phường Sapa, ngoài việc được cấp ủy chính quyền thăm hỏi động viên thường xuyên, còn được tạo điều kiện để tham gia hoạt động xã hội, phát triển kinh tế gia đình. Các lãnh đạo rất là quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, thế rồi tặng quà, thế rồi các cái hoạt động, mà đặc biệt là các cái chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Với những cái nghĩa cử cao đẹp ấy, và cũng nguyện là sẽ cố gắng rèn luyện hơn nữa và đóng góp cái sức mình cho cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với tinh thần người lính và bản chất bộ đội Cụ Hồ, khi về địa phương thì chúng tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ và chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng vận động gia đình, con cháu tham gia công tác xã hội hoặc chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thị xã Sapa hiện có 13 thân nhân liệt sĩ, 58 thương binh bệnh binh, 33 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cùng hàng trăm người có công với cách mạng. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được thị xã Sapa quan tâm đặc biệt, nhất là vào tháng 7 hàng năm. Trong vấn đề chăm lo các cái chế độ chính sách cho người có công với cách mạng thì thị xã Sapa đặc biệt quan tâm đến cái việc đó là hỗ trợ nhà ở, làm nhà ở cho các cái đối tượng chính sách. Và trong thời gian vừa qua thì thị xã đã rà soát và kịp thời để là hỗ trợ làm nhà ở cho các cái gia đình chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số Sapa. Những việc làm cụ thể, thiết thực, trách nhiệm thể hiện tình cảm thiêng liêng cao quý và trách nhiệm của cấp ủy chính quyền thị xã Sapa đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.